Ghê quá, giật cả mình. Cho bacon vào. Cái này kéo phải dán thêm nữa, em thử để em muốn nướng một cái hết giá rồi. Cái đâu? Nó mang cái ra dán nhất đi. Khải ra đấy. Cái này ngon mà. Thế đấy ngon. Ăn luôn. Mang giá, dán nhất thì cái này ngon đấy. Mang dán đi. Mang cái cánh này đi. Con
này đã quyết định chiên cái thái rồi lấy cái ấm thì bỏ cái này là muốn nhân luôn. Ông Vũ Vlog sẽ làm cho chúng ta cái món được gọi là trứng gì? Yên nhiên. Bây giờ ông chưa được đâu. Thì em học hết rồi, xong việc đó rồi. Em có thời gian một chút mà đúng không? Chiên hồ đẹp hơn thì cái nướng mọi người rất đẹp, nướng lại mui lòng đỏ trứng gà phía trên, giờ em mui cái lòng đỏ trứng gà phía trên ở phía cái kia là cái chủ vậy. Cho anh muối lần thứ hai chưa? Đó. Phải ớt phổ rồi để cho cái ngọt ở cho rau này rồi. Thấy thấy cái nửa xong nó lấy được chắc được hết được đấy. Hay là có phần lấy cái phần nhân không? Phần... có phần nhân chứ. Lấy clam sao đờm mà nó không đề clam này, cho vào. Đó. Cho hết thịt. Để đều đi. Ít nước không? Ít nước. Nhưng mà nước chính của nó không phải là clam sao đờm này. Bây em gạt xung quanh của nó xong là để cho nó sôi, nó chín là được không? Còn cái nắng này thôi. Rồi em từ từ đã, cái đấy thì phải quánh trước ha. Ok, em bỏ này luôn. Bỏ này luôn. Đây thì đánh ở bên này luôn. Cái này bỏ cho các bạn rửa. Đánh đây nắng đi. Bỏ bỏ. Làm cái gì mà lại hả hả? Sử dụng điện thoại. Ok, bây giờ về rồi, bây giờ chỉ cần cho cái này vào, cho xuống ít kem muối tiêu là được. Được chưa? Ok, bây giờ em về đi. Tán gái à? Không. Sao tán gái sao thầy đi cùng với nhau? Sữa. Nước nghe với sữa. Ngoài, anh nước nghe đổ hai lần. Đổ chút cái sữa nghe giữa. Nó phải sôi lên, nó nóng rồi, nó sôi lên.
có một chiếc mồ hôi em nói không có tiền chứ đàn nói luôn nha. Cái nó chả nó có nhiều dạng lắm, để này nó sẽ chảy vui ra, nó phải làm chảy bớ bớ nhìn đó chảy đâu lâu không mang lâu lâu vàng nó được mà cái này lần sau cho mình đánh một cái đấy đánh bằng cái búa là được cái rồi búa của Việt Nam hơn kinh điển này, bọn Tây nó không biết dùng búa đây rồi mỹ mày nào. Không được cái này vào đánh đổ lên cái xô nó chín gì bây giờ em bỏ ra đầu cái bông kia nấu cái này xin được cắt cái gió vô để góc đầu này cái gió biết nó bỏ rồi nhá. Ok rồi mới cái này phải cần xôi vàng vàng cho bỏ lá bí líp vào đây là bí líp này là tham tham trong thì không hay chưa lệch hả để kinh tế ăn xin xuất tiền cho một là hai lá bí líp vào đây đây ở đấy chấp được tiếng Việt là gì này bí líp xuất nhé đúng như nào ấy là không ấy là cho em hỏi xuất đây là tiếng Việt là gì đó cái gì tiếng Việt món là gì xuất quá nhà xuất ngao nghêu là lan là nghêu em đang luôn bỏ lại thì nào có bỏ lại hết tiếc luôn rồi không bỏ bỏ rồi bỏ ok bây giờ bạn múc cái sữa ra cái này sau đó bạn đổ ngược lại bạn nêm nếm đi bạn xem cái vị của cái này như thế nào có nhạc không nhạc. Đậm đà như ăn như đúng như đậm đà như kiểu miền Trung ấy, miền Bắc là hơi nhạt, miền Bắc ăn nhạt lắm. Đúng, này nói đúng, miền Bắc ăn nhạt. Thì mẹ ăn cho mình thử lại đi chị. Thì lại. Cái ăn vừa ăn mặn vô. Chị mới gọi là ăn mặn luôn á. Em thấy là đã là dừa rồi đó. Dừa cái gì? Rau. Cái dừa mới vừa này. Ok, múc cái sữa ra kia. Để ngoài cứ để cái phơi đấy. Có cái tính đâu không sao đâu. Ngoài đi. Cho nhiều lên bên ngoài. Cái ru thì nó xem mình làm sẹp cái này một chút để tạo thành cái thôi. Thân văn ta. Đây là mấy cái đũa, để đũa như thế này. Đi anh đi em đi. Mày không đấu cả chả nữa luôn. Cho em một quán thôi. Em có đổ hết vào đây xong rồi lấy sao? Để em cho vào cho em cảm nhận xem cái độ sánh của nó như nào. Quay hết bài rồi. Với đó mà anh quên nhanh giảm. Chị Nga là lâu quên đi. Chị Nga mới nhắc chị Nga. Ai đi trời. Em nói bên Nga chứ không nói chị Nga đâu mà đang ăn ai á. Quay chiều sâu là chơi một chiều hốc sánh cho nó mịn. Cái này mình sẽ xử lý là khi nó chưa đạt mình đun thêm một nước nữa. Đúng
để cho cái bột nó nở hết, với cả nó cạn bớt cái nước. Ừ. Mà nếu mà trong khi mà cần vội thì bạn có thể cho thêm ru vào. Đây chỉ có kem với sữa, cái này xong là khi mà nó đặc lại mình còn xuống thêm được kem nữa. Thank you.